Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình đặc biệt về bầu cử Pháp được phát trên trang web thanhniên.vn và các kênh YouTube, Facebook của Thanh Niên. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ kết nối với nhà báo Lan Chi hiện đang có mặt tại Pháp để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như đánh giá về tình hình của bầu cử năm nay. Thưa các bạn, sau khi vòng một kết thúc thì ứng viên Emmanuel Macron của phong trào Tiến Lên và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen đã bước vào vòng 2. Vậy thì trước khi kết nối với nhà báo Lan Chi từ Pháp, chúng tôi mời các bạn cùng điểm qua những nỗ lực tranh cử cuối cùng của hai ứng cử viên này trong ngày cuối trước cuộc bầu cử. Đây là kỳ bầu cử được xem là quan trọng nhất tại Pháp trong nhiều thập kỷ qua, trong bối cảnh nước Pháp bị chia rẽ bởi hai quan điểm hoàn toàn trái ngược về châu Âu và vị thế của nước Pháp trên thế giới đang bị đe dọa. Theo một cuộc thăm dò mới nhất, ông Macron sẽ nhận được 62% phiếu bầu và giành được chiến thắng, trong khi chỉ 38% phiếu bầu thuộc về bà Le Pen. So với bản thăm dò trước đó, lần này ông Macron đã mở rộng thêm khoảng cách trước đối thủ của mình. Ông Macron đã có màn trình diễn đầy thuyết phục và mạnh mẽ trong cuộc tranh luận truyền hình ngày 3 tháng 5. Và kết quả một cuộc thăm dò khác trong tuần này đã cho thấy phong trào Tiến Bước do ông sáng lập sẽ nổi lên như một chính đảng lớn trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 6 sắp tới. Các thông tin này giúp cho các nhà đầu tư có thể yên tâm phần nào và giúp giảm nhẹ mối lo bà Le Pen có thể thắng cử. Vâng, vừa rồi là những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử Pháp. Còn bây giờ, mời các bạn cùng tìm hiểu qua chân dung của hai ứng cử viên Macron và Le Pen, những người đang tăng tốc bước vào điện Élysée. Năm 2007, ông Macron cưới bà Brigitte Tognos, người từng là giáo viên tiếng Pháp và kịch nghệ của ông tại trường trung học. Người vợ lớn hơn ông 24 tuổi, thường hỗ trợ soạn thảo các bài phát biểu. Ứng cử viên Macron luôn khẳng định ông không thuộc cánh tả hay cánh hữu mà chỉ phấn đấu vì nước Pháp. Cũng có lúc ông mô tả mình là người tự do thiên tả. Với lập trường này, ông Macron có lợi thế về các vấn đề xã hội như tôn giáo, bình đẳng và nhập cư. Ông Macron hứa sẽ lôi kéo các doanh nghiệp và ngân hàng Anh đến Paris, giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 25%, giảm 60 tỷ euro chi tiêu công và cắt giảm 120.000 việc làm trong khu vực công. Ông khẳng định sẽ điều chỉnh linh hoạt độ tuổi nghỉ hưu và giờ làm việc, giảm đóng góp phúc lợi xã hội cho cá nhân, hứa hẹn đầu tư 50 tỷ euro vào năng lượng xanh, đào tạo thương nhân, giảm thất nghiệp, vận chuyển, quản lý công. Ông Macron muốn trường học có nhiều quyền tự chủ hơn và đề nghị kiểm tra năng lực các bộ trưởng chính phủ. Ngày 7 tháng 5 sắp tới sẽ diễn ra vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Macron sẽ dễ dàng thắng cử với gần 64% người ủng hộ. Bà Marine Le Pen, sinh năm 1968, là con gái của cựu ứng viên Tổng thống Pháp năm 2002, Jean-Marie Le Pen. Ông cũng chính là người thành lập nên đảng Mặt trận Dân tộc Cực hữu. Năm 1976, gia đình của bà là mục tiêu của một vụ nổ bom. Mặc dù không ai bị thương, nhưng căn nhà bị hư hỏng nặng. Bà Le Pen sớm tham gia vào chính trường dưới sự dìu dắt của cha mình. Sau khi chính thức tham gia đảng Mặt trận Dân tộc vào năm 18 tuổi, bà bắt đầu học ngành luật tại Paris. Bà bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một luật sư công trước khi được bầu vào làm thành viên của Nghị viện châu Âu. Năm 2011, bà Le Pen lên nắm chức chủ tịch đảng cực hữu thay cho cha mình và cố gắng cải thiện hình ảnh của đảng như ủng hộ công đoàn, người đồng tính. Bà còn ra tay trục xuất các thành viên theo chủ nghĩa bà Do Thái, bao gồm cả ông Jean-Marie Le Pen. Tuy nhiên, đảng này vẫn đẩy mạnh các chính sách cứng rắn có liên quan đến nhập cư. Bà cũng từng bị chỉ trích khi so sánh hình ảnh người Hồi giáo cầu nguyện trên đường phố với sự chiếm đóng Đức Quốc xã. Theo các thăm dò, tỷ lệ người ủng hộ bà Le Pen trong cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống Pháp sắp tới vào khoảng 38%, thua xa đối thủ Emmanuel Macron ở mức 61%. Thế nhưng tình thế có thể đảo ngược và bà Le Pen vẫn còn cơ hội chiến thắng vào ngày trọng đại 7 tháng 5. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử Pháp cũng như giới thiệu khái quát về hai đối thủ sẽ tranh chấp chiếc ghế tổng thống Pháp tại vòng 2 của cuộc bầu cử. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Lan Chi hiện đang có mặt tại Paris để tìm hiểu thêm về khả năng thắng cử của hai ứng cử viên, những thay đổi của Pháp cũng như những cái điều thú vị xung quanh cuộc bầu cử này. Xin chào chị Lan Chi ạ.
chào Đức Minh và các bạn đang theo dõi trên truyền hình Thanh Niên. Vâng, thưa chị Lan Chi, xin được bắt đầu bằng một thông tin nóng. Cũng kịch tính như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi cuối năm ngoái, thì trước ngày bầu cử Pháp, một lượng lớn email của ứng cử viên sáng giá Emmanuel Macron đã bị rò rỉ. Vậy thì xin chị cho biết thông tin nào ở trong số những cái thông tin bị rò rỉ đó có khả năng gây ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng của ông Macron, và cử tri Pháp phản ứng như thế nào với vụ rò rỉ email này thưa chị? Tối hôm qua như là rạng sáng nay giờ Việt Nam, tôi có nhận được thông cáo của phong trào tiến lên, phong trào của Macron. Họ có nói rõ là thời gian qua một số nhân vật chủ chốt của phong trào này đã bị tin tặc tấn công các hộp thư cá nhân điện tử, và từ đó họ lấy ra được những cái thông tin quan trọng như là tài liệu về kế toán, hợp đồng, và những cái thông tin đó họ đã tung lên mạng. Nhưng mà giữa những thông tin thật thì họ trộn vào những tài liệu giả, và phong trào tiến lên nói rằng đây là một cách để mà làm gây bất ổn ngay trước bầu cử, bởi vì những cái thông tin đó sẽ gây hoang mang cho cử tri. Nhưng mà theo tôi thì trên thực tế những thông tin rò rỉ đó có lẽ sẽ không ảnh hưởng lắm đến ông Macron, bởi vì trước đây ông cũng bị một số lần chỉ trích hoặc là những thông tin đó là ông trốn thuế. Nhưng mà khỏi cái cuộc thanh tra, điều tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng Pháp cho đến giờ vẫn đều cho thấy là ông không sai phạm gì. Dạ vâng, có bầu cử thì phải có scandal đúng không ạ? Ở vòng 1, bê bối trả lương khống đã khiến cho ứng cử viên sáng giá một thời François Fillon bị thất bại. Vậy thì không biết là hai ứng cử viên hiện tại có dính điều tiếng gì không thưa chị? Trước hết á, về phía bà Le Pen á, thì bà vẫn đang dính một vụ pháp lý liên quan tới nghị viện châu Âu. Đó là nghị viện châu Âu cho rằng bà và một số thành viên của đảng Cộng sản hoặc đã lợi dụng quỹ dành cho các nghị sĩ châu Âu để mà mướn người về làm việc cho mình. Họ tuyển dụng bằng tiền của nghị viện châu Âu, nhưng mà trên thực tế những người đó lại làm việc cho đảng mặt trận dân tộc, và cái con số đó có thể lên tới 5 triệu euro có trình thay, và bà Le Pen có thể sẽ vừa bị kiện và vừa bị đòi hoàn lại cái số tiền đó. Về phần ông Macron thì đến giờ thì chủ yếu là những cái thông tin cho rằng ông có thể là trốn thuế, có liên quan tới tài khoản ở những thị trường thuế, nhưng mà đều là những thông tin được tung trên mạng và chưa có kiểm chứng. Dạ vâng, vậy thì hiện khả năng thắng cử của hai ứng cử viên này ra sao thưa chị? Cho đến cái thông dò mới nhất của viện Ipsos dành cho báo Le Monde á, thì ông Le Monde đang được ủng hộ với tỷ lệ 63%, còn bà Le Pen á, thì chỉ còn có 37%. Số điểm ủng hộ cho bà Le Pen á, nó đã giảm 4 điểm kể từ sau cuộc tranh luận viện trực tiếp, bởi vì trong cái cuộc tranh luận đó bà Le Pen lại thiên về chỉ trích đối thủ, thậm chí là rất gay gắt mà không có nói gì, hầu như là không nói mấy về cương lĩnh của mình. Bà đã từ bỏ vị trí là một người có thể trở thành tổng thống Pháp tương lai để mà chuyển sang luôn ở vị trí là thủ lĩnh phe đối lập, nghĩa là gián tiếp công nhận chiến thắng của ông Macron. Và những cái gì bà thể hiện trong cái ngày hôm đó đã làm nhiều cử tri và cử tri lưỡng lự đã chuyển sang hẳn sang ông Macron, điều đó dẫn tới cái số điểm của ông Macron được tăng lên 4% và ngược lại của bà Le Pen bị giảm xuống. Và như vậy với cái số, những cái con số đó thì cho thấy là cái khả năng của ông Macron trở thành tổng thống Pháp để cái nhiệm ông Macron là cao hơn. Dạ vâng, vậy thì không biết là chị Lan Chi có thể cho biết vấn đề nào đang được cử tri Pháp quan tâm khi mà chọn mặt gửi vàng không thưa chị? Cử tri Pháp quan tâm nhất thì liên quan chỉ là về kinh tế, về chế độ và xã hội, về nhập cư, an ninh, đó là những vấn đề đề quan trọng nhất xuyên suốt từ vòng 1, vòng 2 mà họ để ý đến chương trình tranh cử của các ứng viên. Vậy thì không biết là cử tri sẽ đi bầu cho Macron vì lý do gì thưa chị? Theo thống kê của vòng 1 á, thì ông Macron giành được số điểm cao nhất ở những cái nhóm cử tri như là những người có bằng cấp cao, những người có việc làm ổn định, những người có thu nhập cũng có nghĩa là tương đối từ trung bình cao cho trở lên, có nghĩa là họ thấy rằng là cái cương lĩnh về liên quan tới kinh tế xã hội, đặc biệt là về cộng đồng chung châu Âu của ông Macron là có sức thuyết phục.
Thế vâng, vậy thì mặt khác cử tri sẽ mong muốn điều gì khi mà bỏ phiếu cho bà Le Pen? Ngược lại thì bà Le Pen giành được nhiều phiếu ở những thành phần cử tri như là những người thất nghiệp, những người đang làm những cái nghề mà bị đe dọa, có nghĩa là ví dụ như là công nhân những nhà máy mà có khả năng là nhà máy đó chuyển sang gia công ở nước ngoài. Thì những người này là do một phần là họ cảm thấy bất mãn với lại chính sách hiện tại của những đảng truyền thống, và họ cho rằng là ông Le Pen đó là ông Macron là đại diện cho giới ưu tú, có nghĩa là cách xa với họ, trong khi bà Le Pen thì được cho là gần gũi với những tầng lớp này, nên họ đã chọn bà Le Pen. Dạ vâng, trong vòng 1 đã diễn ra từ 2 tuần trước thì có 9 ứng cử viên đã bị loại. Vậy thì theo chị thì những người ủng hộ những ứng cử viên này sẽ có khuynh hướng bầu chọn cho ai trong vòng 2 không? Phần đông những cử tri đã bỏ phiếu cho 9 ứng cử viên kia thì họ sẽ chọn ông Macron. Đặc biệt là những cử tri của hai ứng viên François Fillon của đảng là những người Cộng hòa và ông Benoît Hamon của đảng Xã hội. Riêng các cử tri đã bỏ phiếu cho ông Mélenchon, ông này cũng được cái số điểm khá cao, đó là khoảng 19%, thì họ vẫn còn lưỡng lự rất nhiều. Vâng, sau vòng 1 bầu cử thì có xuất hiện một cái phong trào tên là chẳng Macron, không Le Pen. Vậy thì chị Lan Chi có thể cho biết đây là phong trào gì và nó có khả năng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử không thưa chị? Cái xu hướng này á, thì theo mình á, là chủ yếu nếu mà gây ảnh hưởng sẽ là ảnh hưởng ở chỗ là cái tỷ lệ người ta không đi bầu mà tỷ lệ bỏ phiếu trắng nó sẽ cao. Bởi vì phần lớn những người mà nói không với cả Macron Le Pen á, thì là do là họ có thể là họ rất bận vì ứng viên của họ không được vào vòng 2, nhưng mà họ vẫn không cảm thấy thuyết phục với ông Macron, trong khi là họ không thích Le Pen. Hoặc là giới trẻ chứ, trẻ thì từ lâu là không có Le Pen nhưng mà lại cho rằng là ông Macron thì quá cao sang, có nghĩa là ông này hồi xưa giờ là vừa học giỏi vừa làm lãnh đạo về kinh tế, cho nên là cái trẻ họ lại cảm thấy là cũng không thích luôn ông Macron đó, cho nên cuối cùng là họ nói là không chọn người nào hết, mình sẽ dẫn tới chuyện là không đi bầu hoặc là bỏ phiếu trắng. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta có một cái vấn đề là dù bà Le Pen thắng hay thua thì sự nổi lên mạnh mẽ của phong trào dân tộc cực đoan ở Pháp đã trở thành hiện thực. Vậy thì nước Pháp sau bầu cử sẽ có những thay đổi gì liên quan đến nhập cư, liên minh châu Âu và toàn cầu hóa thưa chị Lan Chi? Cái khả năng bà Le Pen thắng thì đến giờ thì nó bị xếp hơn. Cho nên là ví dụ như nếu mà bà Le Pen mà thắng thì tình hình của Pháp thì sẽ thay đổi rất là nhiều, theo chiều hướng là đóng cửa biên giới và bảo hộ kinh tế mọi thứ đều sẽ rất khó khăn. Nhưng mà trong trường hợp ông Macron mà ông ngay trong các cái hoạt động tranh cử cái cuộc meeting mà mình có dự thì ông đều nói là ông muốn hướng về một châu Âu mạnh, và từ châu Âu mạnh đó sẽ bảo vệ Pháp là phát triển lên, có nghĩa là ông Macron sẽ tiến nhiều về châu Âu hơn nữa so với ông Fulon hiện nay. Và khi mà hướng về châu Âu á, thì sẽ không có đóng cửa biên giới. Theo mình á, thì ông Macron sẽ thiên về hướng là tạo điều kiện để cho người nhập cư có khả năng hội nhập nhiều hơn thay vì là ngăn chặn họ, không cho họ vào. Vâng, mới đây thì Thủ tướng Anh Theresa May đã nói rằng có một số nhân vật ở Liên minh châu Âu đang tìm cách gây tác động đến cuộc tổng tuyển cử ở Anh. Vậy thì với cuộc bầu cử Pháp mà kết quả có thể sẽ có liên quan đến sự tồn vong của Liên minh châu Âu thì đã có những cái cáo buộc tương tự thưa... Xin lỗi, đã có những cáo buộc tương tự thưa chị? Đến giờ mà thông tin mà gọi là chính thống, có nghĩa là từ thông cáo chính thức này kia thì hoặc là được đăng trên những cái báo đài có cái tin là Pháp. Thì vẫn chưa có. Nếu mà gọi là có sự ảnh hưởng từ nước ngoài thì theo mình là chỉ có là một số nhà lãnh đạo như là Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chính thức lên tiếng ủng hộ Macron, và họ đều mong muốn rằng Macron sẽ chiến thắng
Liên minh châu Âu sẽ được đảm bảo. Vâng, sẵn đây thì tôi cũng có một thắc mắc về đồn đoán âm mưu liên quan đến cuộc bầu cử. Sẵn đây thì tôi cũng có một thắc mắc liên quan về những cái đồn đoán âm mưu có liên quan đến cuộc bầu cử. Chẳng hạn như ông Donald Trump từ hồi còn là ứng viên tổng thống Mỹ thì luôn cho rằng là cuộc bầu cử đã bị dàn xếp để mà gây bất lợi cho ông. Còn đối thủ của ông là bà Hillary Clinton thì lại cho rằng ông đã được Nga giúp sức. Vậy thì có những đồn đoán như vậy ở cuộc bầu cử Pháp năm nay không? Đồn đoán tương tự như vậy ở Pháp thì ít hơn Mỹ. Tuy nhiên là vẫn có nhiều thông tin cho rằng bà Le Pen thì rất là, nói chung là có quan hệ khá tốt với lại tổng thống Nga và Vladimir Putin. Cho nên là đương nhiên là thông tin đồn bên ngoài thì có thể nói là nhiều khi các cái vụ bất thông mạng có liên quan tới Nga, nhưng mà tất cả đều chỉ là tin đồn và đến giờ chưa hề có cái thông tin gì chính thức hoặc là một cuộc điều tra gì cho các. Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Chi rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện rất là vui vẻ và thú vị với nhà báo Lan Chi về vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 7 tháng 5. Nhà báo Lan Chi sẽ tiếp tục theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử Pháp từ Paris. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin trên tại trang web thanhniên.vn. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.